Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một loại sản phẩm gậy tự vệ mới, cán cao su, có tên là Tactical Baton 5.11. Ok, giờ mình sẽ mở hộp. Sản phẩm bao gồm một baton cán cao su và một túi đeo thắt lưng. Nhưng hiện tại mình đang đeo rồi, lát mình sẽ show cho các bạn xem. Mình giới thiệu sơ qua về baton 5.11. Các bạn để ý kỹ, ở đuôi baton có ghi thương hiệu Tactical Baton 5.11. Cán làm bằng cao su, thiết kế vây cá để bám dính cực kỳ tốt, không bao giờ lo tuột tay. Độ dài khi thu gọn lại của baton là 24 cm và khi phất ra sẽ là 65 cm. Giờ mình sẽ phất ra. Một đặc điểm cực kỳ tuyệt vời của loại baton này đó là cán cao su vẩy cá cầm cực kỳ chắc tay. Khi mua một sản phẩm baton 5.11 bất kỳ, khách hàng sẽ được tặng một đôi găng tay 5.11 kèm theo. Đôi găng tay có bề mặt lòng bàn tay là các cái giác mút. Sẽ giúp cho việc chúng ta cầm baton chắc chắn hơn gấp trăm lần so với việc bạn cầm chỉ bằng tay không, thậm chí cầm tay có thể là giáp tay. Vì thế nên shop sẽ tặng các bạn một đôi găng tay khi các bạn mua một sản phẩm baton. Còn nếu như mua hai sản phẩm trở lên thì sẽ nhận được ưu đãi gì? Các bạn sẽ được tặng một đôi găng tay và một mũ 5.11 Tactical Series. Đó là những ưu đãi các bạn sẽ nhận được khi mua sản phẩm tại shop. Để liên hệ mua hàng, các bạn hãy để lại comment hoặc gọi vào số điện thoại phía dưới video. Còn bây giờ mình sẽ test gạch để cho các bạn thấy độ chắc chắn của baton 5.11 này.
chú ý này. Chúng ta có một túi đeo đa năng, túi đeo bên hông ở đây. Chúng ta đeo quai vào thắt lưng vào. Chúng ta có thể đút quai thông vào đây. Ok. Đó, xuống. Rất chuyên nghiệp. Đó. Các bạn lưu ý nhé, khi mua một sản phẩm Baton Tactical 5.11, các bạn được tặng một đôi găng tay 5.11. Khi mua hai sản phẩm trở lên, các bạn sẽ được tặng một găng tay và một mũ đi kèm. Ok. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Xin chào tất cả các bạn. Thể theo yêu cầu của một số khách hàng muốn shop test Baton 5.11 với lại gạch đặc, thì hôm nay mình sẽ làm một clip test Baton 1.1 đập vỡ gạch đặc. Gạch này là gạch nung rất là già, gạch nung già rất cứng chứ không phải gạch non. Ok. Baton 5.11 cán cao su. Ok nha. Các bạn có nhìn thấy bên trong gạch nung già, nó cực kỳ cứng chắc, nung đến xanh đen bên trong đấy. Nó vỡ ra mà nó không có mảnh vỡ đây, vì nó được nung già mà. Baton của chúng ta. Vẫn thẳng tắp. Ok. Đó. Nó cho thấy cái sự chắc chắn, cứng chắc của loại baton này. Còn đây là viên gạch xi đúc. Rất là cứng và tiết diện nó nhỏ nên là vụt xuống một phát không thể vỡ ngay được. Đó, rất lì. Đó. Đây, chất lượng baton không đổi, vẫn thẳng tắp cho các bạn. Đó. Ok. Các bạn mua hàng vui lòng comment hoặc để lại số điện thoại, shop sẽ hỗ trợ.
gọi điện cho các bạn. Và khi mua một sản phẩm Baton 5.11 cán cao su, các bạn được tặng một găng tay. Và khi mua hai sản phẩm trở lên, các bạn được tặng một đôi găng tay và một mũ 5.11. Ok. Test bá đạo luôn.